Trong những ngày rạch phóng miền Nam năm 1975, những trận đánh ở Tây Nguyên hay Xuân Lộc có lẽ là những trận đánh để đời. Đánh ở Tây phóng miền Nam năm 1000 trong những ngày giải phóng miền Nam năm 1975, những trận đánh ở Tây Nguyên hay Xuân Lộc có lẽ là những trận đánh để đời mà ai cũng biết. Thế nhưng có một trận đánh ngày giải phóng miền Nam năm 1975, những trận đánh ở Tây Nguyên hay Xuân Lộc có lẽ là những trận đánh để đời mà ai cũng biết. Thế nhưng có một trận đánh nữa, trận đánh ở Tây Nguyên hay Xuân Lộc có lẽ là những trận đánh để đời. Trong những ngày giải phóng miền Nam năm 1975, những trận đánh ở Tây Nguyên hay Xuân Lộc có lẽ là những trận đánh để đời mà ai cũng biết. Thế nhưng có một trận đánh nữa quan trọng không mà ai cũng biết. Thế nhưng có một trận đánh nữa quan trọng không kém gì nhưng rất ít khi được nhắc đến. Đó chính là trận đánh chiếm lại quần đảo Trường Sa, một quần đảo có vị trí chiến lược của đất nước. Đây là trận đánh minh chứng rõ nhất cho ta thấy được tầm nhìn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khởi nguồn của trận đánh này bắt đầu từ tháng 10 năm 1974, khi đó Bộ Tư lệnh Hải quân và một số tướng lĩnh đã đề đạt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp kế hoạch giải phóng Trường Sa và được Đại tướng đồng ý. Cuối năm 1974, Cục Tác chiến phối hợp với Cục Quân báo đánh giá tình hình ngụy quyền Sài Gòn. Cuối năm 1974, kế hoạch giải phóng Trường Sa và được Đại tướng đồng ý. Trong những ngày giải phóng miền Nam năm 1975, những trận đánh ở Tây Nguyên hay Xuân Lộc có lẽ là những trận đánh để đời mà ai cũng biết. Thế nhưng có một trận đánh nữa quan trọng không kém gì nhưng rất ít khi được nhắc đến. Đó chính là trận đánh chiếm lại quần đảo Trường Sa, một quần đảo có vị trí chiến lược của đất nước. Đây là trận đánh minh chứng rõ nhất cho ta thấy được tầm nhìn của Đại tướng ta thấy được tầm nhìn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khởi nguồn của trận đánh này bắt đầu từ anh cả của là trận đánh minh chứng rõ nhất cho anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khởi nguồn của trận đánh này bắt đầu từ tháng 10 năm 1974, khi đó Bộ Tư lệnh Hải quân. Khởi nguồn của trận đánh này bắt đầu từ tháng 10 năm 1974, khi đó Bộ Tư lệnh Hải quân và một số tướng lĩnh đã đề đạt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp kế hoạch giải phóng Trường Sa và được Đại tướng đồng ý. Cuối năm 1974, Cục Tác chiến phối hợp với là trận đánh chiếm lại quần đảo Trường Sa, một quần đảo có vị trí chiến lược của đất nước. Đây là trận đánh minh chứng rõ nhất cho ta. Khởi nguồn của trận đánh này bắt đầu từ tháng 10 năm 1974, khi đó Bộ Tư lệnh Hải quân và một số kế hoạch giải phóng Trường Sa và được Đại tướng đồng ý. Cuối năm 1974,